quà sinh nhật. Đấy, Vi ơi, có lấy quà sinh nhật không? Ôi, em lấy màu trẻ trung đấy. À, mấy trẻ anh mà. Hôm qua này mất mấy tháng lương tặng quà này. Sinh nhật, em được mặc trang phục không? Có đồ đây. Từ đi. Có đây nhá. Để trả tiền nong đi không? Ba củ một cái. Ảo thật đấy. Đấy. Nói chung là công ty mình thì cứ sinh nhật là có quà. Nên các lãnh đạo nhá, mình không thể tặng quà tất cả mọi người. Tiền đấy là đầu em mặc cái áo nhiều tiền thế này anh ạ. Thử luôn đây anh. Em có thể thử đây. Được không ạ? Được em. Thôi, xin cùng. À, anh em về chụp lên nhá. Thì thử xem là Việt Anh mặc có đẹp không. Mình cũng mặc toàn lá cốt mà nó cũng mát đi. Nếu mà vừa thì được mua thêm đúng không anh? Bảy màu đúng không? A few moments later. Đúng khi màu này cái màu cũng trẻ hơn. Nhìn giống thầm bán báo ấy. Người đẹp thì lụa, có người lụa không đẹp được nhá. Đẹp, bóng thùng vào đẹp. Có quần là đẹp. Được. Em thử cái này đi để đổi. Đổi sang màu anh đi. Cái màu xanh, màu đỏ. Xanh, thêm quà. Được. 2000 years later. Vừa những đổi màu gì? Đỏ màu xanh. Để anh gọi này sẽ có chút đổi không? Có chút đổi mà. Đấy. Anh em về trong thực lan thì nếu mà sinh nhật là kiểu gì mình cũng tặng quà. Không sinh nhật cũng được quà. Đó. Không sinh nhật lại quà nữa. Mà đấy là quà tặng mình nhá. Em biết là cũng sắp đến sinh nhật anh rồi nên là anh cũng đang lan tỏa sự cho đi đúng không? Đúng rồi. Em hiểu anh ý nhỉ? Em hiểu mà, sắp đến sinh anh. Mình tặng 5 củ kiểu gì cho người ta chẳng tặng lại mình 10 củ. Anh chuẩn bị lên. Làm lại 1 củ. Vừa mình nhắn tin Vi và em ơi thì thôi thích nước hoa thì anh tặng. Xong rồi còn đặt cả giày cho cả Huy. Bạn nào sinh nhật qua quên quà thằng hết. Mình sắp đến sinh nhật mình, tháng này sinh nhật mình rồi. Đấy, mọi người, chỉ cần sinh nhật sếp rồi mọi người về công ty làm nhé để chuẩn bị ăn sinh nhật sếp. Để tặng quà sếp. Ok, đấy, đây là những cái chăm sóc rất là nhỏ trong cuộc sống anh em dành cho nhau thôi. Và bên mình thì ngày nào lễ chị em phụ nữ mình từ tay mua quà tặng mọi người. Anh em thì cấp lãnh đạo thì mình mới tặng. Chứ còn thì nhân sự thì nó thật sự luôn là cũng chưa chăm sóc được. Vậy đâu các quản lý của bạn chăm sóc đúng không? Mình chăm sóc tay trái tay phải của mình thôi. Ok, bây giờ để anh đổi áo cho em nha. Được. Ok, rồi mời anh em về với cả anh em chúc thực nha.